trên kênh YouTube UVA Mường Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh UVA Mường Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.
lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, như vậy đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi đã có mặt đông đủ trên sân khấu ngay lúc này đây. Và rất mong toàn thể quý vị chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để chào đón đại gia đình hạnh phúc của chúng ta đi ạ. Vâng ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, hôm nay đúng ngày đại tháng tốt, đại gia đình của bố Quảng Văn Tân và mẹ Quảng Thị Yêu và con trai Quảng Văn Hoa và Quảng Văn Hồng và Quảng Văn Công đã cùng nhau vươn trải mọi khó khăn và cùng nhau tích góp đã làm nên một căn nhà rất là khang trang. Vâng ạ, trong buổi trưa ngày hôm nay, mơ ước mới đầu nay của ông bà và ba em đã thành hiện thực. Và giờ vàng ngọc thì giây phút kim cương đã đến, thì ban tổ chức chúng tôi sẽ không để quý vị chờ đợi đâu hơn nữa. Hôm nay đúng ngày đầy tháng tốt, ngày 4 tháng 1 năm 2024 và tức ngày 23 tháng 11 năm Quý Mão, bữa tiệc được tổ chức tại gia đình của bố Quảng Văn Tân và mẹ Đỗ Thị Yêu tại bản Tàu 1, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, và long trọng tổ chức mừng đế Tân gia đại cát. Xin phép được chính thức tuyên bố bắt đầu. Quý vị chúng ta nở một tràng pháo tay để chào đón lại gia đình hạnh phúc của chúng ta đi ạ. Vâng ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên ai cũng có khao khát và hai điều để mong ước, đó chính là xây nhà và dựng cửa và gia đình hạnh phúc, đúng không ạ quý vị ơi? Và bố mẹ và ba em cũng đã cùng nhau vươn trải mọi khó khăn và cùng nhau tích góp đã làm nên một căn nhà rất là khang trang, và mơ ước mới đâu nay của ông bà và ba em đã thành hiện thực. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày lành tháng tốt, đại gia đình của ông bà đã tổ chức long trọng mừng đế Tân gia đại cát, và được sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị, quý ông, quý bà, quý cha, quý mẹ cùng cô dì chú bác gần xa và bạn bè của đại gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay đã đến dự và chung vui dùng bữa cơm thân mật mừng Tân gia đại cát trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì ban tổ chức chúng tôi cũng được sự ủy quyền của đại gia đình được gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bạn, các vị khách quý đã bớt chút thời gian và ngọc thì giờ của mình để cùng nhau trở về với trung tâm bữa tiệc mừng Tân gia đại cát trong buổi trưa ngày hôm nay và bước sang một năm mới 2024. Thì Hoa Núi xin được kính chúc toàn thể quý vị, các bác anh chị có một bầu trời sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn và luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn toàn thể quý vị những tình cảm các bạn, các vị đã dành tặng cho đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ban tổ chức chúng tôi cũng xin được có đôi lời bằng tiếng Thái cũng cảm ơn đến toàn thể các bạn, các vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc mừng tin lại của mẹ Pinh Nồng Hạc Panh ơi, làm mắt ở trường Hoàn Núi giữa xã Thành Yên, bản Triềng Tông. Bạn định rất là vui mừng được ải em cánh bà mắm mơ nhật bàn quần pha, làn của bà mít sàng ơn xưa. Sở chúc nhau ải em và nông của mẹ, các bạn đã sở này tàn quam hẳn sang bón ải em cánh bà sàm nông cho bà mớ. Còn chân đi cô khỏi sò, chiêng đông đội trưởng phụ trà đề, chiêng đông bí thử phụ trà quàng, chiêng phò lạ răng khoành, chiêng mẹ em tanh là nhánh thành sàng, chiêng ải cánh nông là nhánh kiềm kè. Ở nhám chào khảo làng sang bón ải quang bản tần, cánh bà em quang thị yêu, đồ trai quang bản hòa, quang bản hồng, quang bản công, vĩnh kiệt cái tó bản tó khuống, tó hiên tó trầu, bà mi bóng đàn nè, bà mi khẻ đàn hay, phải hoay cái bà chạm nhằm nằm cái bà khốn, bồn lúc trắng nà, bồn phà trắng đớm, bồn phà đớm bồn đuông, đớm trẻ phè không, chắc bà hạc bà chào đàn chào đúng chào tà, có đàn hương lại phì mi lại khầu, lúc tà cái trắng cả bồng sống khá mà thiệt hương thiệt giàu, mất thiệt tàu thiệt chi, để bà nhang si phỉ nỉ sang bón em, ải em cả bà mớ chi ca hiền chạm còn mày hốc hồn tóc tạp đồng phàn phà đấy này hiền mòn đai cho bên này kinh khẩu đâu có bên này rút đài kinh lên cánh kinh ngay có bên này rút đà ải em mà nồng phò mẹ ơi cho bằng ngân khải phát ra chỗ này po giòm cho bằng ngân khải hòm nó chỗ này po phê ngân khải cái đâu có bên dũng xỉa lại ngân khải quay đâu có bên dũng xỉa là cho bằng ngân bảy cả chỗ này pha ngườn hang phò mẹ tu giúp cẩn cỏ chi mấy ngân làng quàng cho đi chẳng bao xẻ nhà cứ phải táng say chẳng ở xẻ hòa lai phải táng ngồi chẳng ở xẻ tải phải táng xì mang cánh phòn chỗ này phải bao ải đúng thơ cả nó mới tè buồn mày chỗ bao bao ải đúng thơ giỏi mắt say tiền phèn hơi sòng hàn sàm hàn phiêng phàm cho bà mi hơi làng sùng hơi xưa tay bàn tè na chứ thì ải em trong khỏi chẳng này lang bốc chở co chẳng mang ngay bón bà ướt sỡ bón đi là há cửa má non là con cửa má rú à lu à làm cửa má mả má phè chẳng à thảo ké cửa má mặn má dân hay chẳng bà sang bón ải em cái bà sàm nòng mứa sai kém ma mứa quả hà đầy chẳng mi một nhà mất tỉ quai phi mắc hà chẳng mi đầu mù phu
ma đập đông phồng xuống tới đây sáu cáo sổ mây ấy em mẹ nằm pò mè bàn phương lát chầm hạc phanh phải bìa bao cằm bất tủng bất tôm bất cho mưng chợ thương sườn xung khỏi mà nì bạn đoàn pha xung khỏi có biết sằng ẩn xưa thứ nhất sò chúc hào đại gia đình hâu cơn nà xào mặn dệt kín phá tai mà khẩn khẩn rong rong sang cồng phải tháp khẩn giam giam sắc tổn bó mạp bóng ón na đồng hung sang bà ừ sở sang ngọt sò chúc hào nòng trong sàm nòng ông ở mi mía hả mất khăn é thì mở đâu hả mất này đang thở chở co so ông đu ông mía mới đang ả đang é mày này nơ thứ sòng ma mà ừ bản quần pha xương khỏi sò lại tàng nà sắc bón chưa ngân sườn sò cảm cảm ơn ải em mà nòng phò mè bản khuống hâu ải nòng đời thì bia bản đó mất tướng chở bản ải em mà nòng ơi thiên bia bản là mất tướng chở quảng ải em mà nòng phò mè hảo khăn mản dưng thiệt kiến phá tai mà khẩn thở xung đồ xung làn mi tang sảng hình kinh phừng ải em mà nòng phò mè đời hay mi bao đó sáo đại phở phủ chở bản ải nòng lời hay mi làn đó của mi làn phủ võ phang nhen hù làn là đời hay mi chu đó của sáo đại chu phủ trần phương chở cho bà ca khai phần nà phì mở đầu sò chúc ải em mà nòng phò mè hâu hảo khăn mản dưng mướn té chèn khẩn bền lăn đuổi sầu khẩu ba xốp giảm quan cả ca khai phần nà đó cũng mang hoàng đó vẫn bền sài ải em mà nòng phò mè ơi phu mơ bài đó vẫn bền phần phu mơ măng cánh cà phê đó vẫn bền quăng bài ca đó vẫn đầy ngân hán mà ải em mà nòng ơi khai quán đó vẫn đầy ngân kiều tiêu tao đó mà đại phải đại ngân mà chuối này em mà nòng ơi. Vâng ạ, kính thưa tất cả quý vị, trân trọng và kính mến, thưa quý cô ông cụ bà, cô dì chú bác. Và hôm nay đúng ngày đành tháng tốt, đại gia đình của ông bà đã tổ chức long trọng mừng đến tân gia đại cát. Và được sự có mặt đông đủ của tất cả quý vị, các bác anh chị cũng là niềm vui, niềm bình hạnh đăng quang nhất cho đại gia đình. Và hôm nay đại gia đình của ông bà và ba em cũng có trẻ. Anh ơi tiếng suy reo như cùng hoa thơm.
nhau đợi. Chúng lắm trời ơi say lòng chân lắm thành mây mây nhé xu đây nồng đờ ai ơi nhập.